Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Thôi, hai cái lượt free này thì lúc nào mình rảnh ngồi mình xem quảng cáo sau nhá. Tóm giờ là mình sẽ thu hút X5 luôn này. Ok, xem có gì không. Chắc chắn là mình sẽ có một em tinh quái truyền thuyết hoặc là thần thoại. Ngon thì ra tiểu long nữ, còn không ngon thì ra bất cứ thứ gì. Rồi luôn có tam nhãn chân quân, trời ơi ngon quá, thế này thì phải đi theo phản công thôi. Ô la la, ngon lành cành đào nha. Tiếp tục tam nhãn chân quân đi là mình rất thích luôn. Đã thế thì theo phản công luôn ngay từ đầu nha. Ô, tử tinh long sư à? Oh man, được nhỉ, mà chưa cần phải đến cái lần bảo hiểm của nó, mình đã ra được một tinh quái truyền thuyết. À nhầm, thần thoại nhá, phẩm đỏ mà. Bây giờ này, tiếp tục này. Ôi dồi ôi, ra luôn cả liễu đạo chân anh em nhá. Thì đấy, né với cả phản công đều chơi được hết rồi, thậm chí choáng cũng chơi luôn rồi. Có luôn hoàng đế rồi. Ồ là lá. Ồ ngon này. Rồi, tam nhãn chân quân. À nhầm, quên mất hai cái ông liễu đạo chân với cả tam nhãn chân quân cứ đọc nhầm. 1, 2, 3. Ồ ngon này. Hôm nay ra toàn những cái tinh quái xị sò mà mình cần thiết thôi. Đó, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Đấy, tử tinh long sư vào hiệp gây ngay cho địch sát thương bằng 20% công. Này mà kết hợp với cả hoàng đế nữa vào trận, cái địch mất cả khúc máu luôn anh em nhé. Thêm một cấp nữa này. Tam nhãn chân quân này. Tam nhãn chân quân thì với 15% xác suất linh thú cùng tấn công này thì nó vẫn còn yếu lắm. Tỷ lệ nó không được cao đâu. Nếu như vượt ải thì anh em phải spam ải liên thời tọi vào thì may ra tỷ lệ này nó còn xuất hiện. Thế thì cứ chơi liêu đạo chân cho nó dễ anh em ạ. Giai đoạn đầu cứ liêu đạo chân thôi. Phải né là được rồi anh em nha. Dần dần build phòng công thì chắc cũng phải tháng nữa build nó mới mạnh được. Có nhiều tam nhãn chân quân nâng cấp lên level 6, level 10 thì nó sẽ ổn áp hơn ở cái bậc skill ấy. Cộng hưởng này. Ok. Rồi, con này cái nào anh em ơi. Giờ là vứt một số những em xịn sò ở đây để IPK cho nó sướng anh em nhá. Ở đây thì mình nhận thư cái đã. Ok la, xóa đã đọc này. Đấy, quà ngày hôm qua chơi cái sự kiện đây anh em. Chắc là lấy ông già thôi. Túi đã đầy rồi á. Ảo ma Canada thế nhở. Rèn luyện tinh quái xem nào. Nhiệm vụ đây rồi. Ok, gói xem nào. Miễn phí này. Và sau khi mà mình xả hơn 100 vé đấy là mình đã có 12.340 điểm. Ôi, 1, 2, 3, 4 này. Và bảng xếp hạng của mình là top 10 luôn. Được chưa? Hợp lý chưa? Đối với cày chay chưa? Bây giờ thì mình sẽ đi xua tan một em phẩm đỏ thôi. Cứ x1 và dã anh em ạ. Tiếp tục. Đấy. Xua tan tiếp. Bỏ cái phẩm lục này đi nhá. Cứ tím với cam mình chơi anh em ơi. Đó, được rất là nhiều tịnh bình thủy luôn. U là trời. Tiếp tục này. Úi giời, xịn sò con bò không? Ủa, vẫn chưa ra phẩm cam nào nữa nhỉ? Cam đi. Buồn quá trời luôn á. Đấy ơi, nó phải như thế chứ. Hả? Sẽ không đủ đau cụ, hết lượt à? Hơn tiếng nữa mới có anh em ơi. Nhiệm vụ có không nhỉ? Nhiệm vụ chặt cây 100 lần. Ok. Đơn giản. Bây giờ thì mình sẽ đi chặt cây. Khá là easy anh em nha. Rồi, bây giờ thì mình cũng sẽ thay đổi thêm về cái bộ tinh quái. Sau đó là mình sẽ đi mạo hiểm nha. Để có thể là độ kiếp được thêm. Thêm em này ra trận đi. Nhưng mà những cái chỉ số bên này bị giảm đi nhiều quá nên là mình sẽ tách luôn. Điểm danh 7 ngày. Hôm nay là ngày thứ tư, được thêm 10 cái vé chiêu mộ tinh quái nữa anh em ơi. Qua thất huyền sao nào, ngày thứ tư. Ồ, có tinh quái trắc việt ngẫu nhiên này. Liên kích phản công à. Ơ, liên kích này, ngon này. Rồi, trong túi xem nào. Đây. Đây, tinh quái anh em nha. Dùng ngẫu nhiên. Ơ, bảo khí các chủ luôn này. Chủ của nó đấy. Còn ở trong phần linh thú thì ngày hôm nay mình đã triệu hồi 3 lần miễn phí rồi nhưng mà chưa ra cái gì. Bây giờ thì sẽ dùng thêm một chút ngự linh thạch nha. Lại loan điểu. Vô chi kỳ. 1, 2, 3,
Trời. Rồi luôn. Hả? Không ra được anh em ạ. Thôi. Để dành đấy, mai mốt lại reset tiếp anh em nhé. Nhận thêm một số đào để đi chặt cây cho nó được nhiều này anh em này. Ok. Rèn luyện tinh quái, nhiệm vụ. Đây rồi, mình có thêm 10 cái vé trong tinh quái này. 1 này, 2 này, 3 phát này. Ui. À, nâng cấp được. Nâng cấp được. Ok. Tạm tạm anh em ạ. Rèn luyện tinh quái còn nhiệm vụ gì nữa không ta? Khiêu chiến đấu pháp này, 5 lần tiên hữu du ngoạn này, dị thú xâm lược này, thu thập đạo cụ của người khác này, chia sẻ một lần này. Ok luôn. Giờ đi rèn luyện tiếp anh em nha. Rồi. Tìm ác linh. Đây rồi, hai em tím cũng được. Xua tan thêm phát nữa. Đấy, thế là bây giờ cây của mình nha. Cây của mình, ôi thế phải chặt thêm thôi. Chuẩn bị lên cây thứ 11 rồi. Cố lên, cố lên. Rồi bây giờ mình sẽ đi mạo hiểm để xem là vượt được qua cái ải này chưa. Hôm qua thì đang bị mắc kẹt nha. Múc một đi. Đấy, vào trận phát là kẻ địch mất một phút máu rồi. Ít ra lại có lợi thế hơn tí anh em ạ. Ui à, né rồi. Né rồi. Chà chà. Làm ăn được gì không? Ngon. Được luôn anh em ơi, có tử tinh long sư cái hợp lý luôn này. Tiếp theo là con cua này, nó có choáng anh em ạ. Theo kinh nghiệm của mình thì con cua choáng ghê lắm. Phải đeo cái kháng choáng thôi, sau đấy đi một phát. Nhưng mà em hoàng đế của mình thì chưa kích hoạt được cái khả năng gây choáng anh em nhé. Nãy giờ chưa thấy choáng gì cả. Giờ cái là tử tinh long sư đang gồng mình lên để gánh tim. Ui à, may ra bữa ấy. Đấy, ngon lành ngay. Và bây giờ thì mình sẽ độ kiếp được luôn này. Wow, lên luôn anh em ơi. Ít xài, ít xài. 3 ngày đầu tiên thì mình cứ chặt thôi. Có đau là mình cứ chặt. Kể cả là chưa độ kiếp được thì cứ chặt thôi. Khi mình độ kiếp xong phát thì nó sẽ ok la luôn. Nâng cấp một phát mấy level luôn là nó khỏe re liền. Hay luôn nha anh em. Mở ra tính năng tông môn này. Rồi, server mới bây giờ thì có nhiều tính năng hơn để có thể là cày cuốc tiêu lực anh em nhé. Tu luyện. Thôi, cứ từ từ đã. Ê à, tiếp tục nhận. Lên level 105 thì trong phần chuyển thế tu lại này của mình cũng sẽ có thêm tài nguyên. Mình biết mà. Và ở đây là mình sẽ có thêm 200 đảo nữa cơ. Chật trời nghỉ rơi không anh em. Thôi, mình phải vào chợ để mình mua dần hai cái này anh em ạ. Hơi sót nhưng mà phải mua nhá. Rồi, 3 ngày thì mình sẽ có thêm 5 cái, 6 cái gì đó thì mình sẽ nâng cấp lên là bậc 3. Ông tầm bậc 2 này là kháng hơi kém anh em ạ. Ok, quý tu vi phúc nguyên. Được luôn, mình xin 200 kim ngọc nha. Tích ngày, vẫn chưa là một xu nào luôn anh em ơi. Ồ, nãy giờ là mình chưa thấy một cái trang bị nào mà level cao hơn đâu ấy nhá. Vẫn 93, 94 này. Ảo ma Canada dã man luôn. Ảo thật đấy. Kỳ lạ nha. Rồi tiếp tục là đi vượt ải thôi. Có thêm tị bình thủy anh em nha. U là trời. U là trời. Ui ơi. Quên mất mình đeo cái kháng choáng. Rồi nó né như thế này. Không có kháng né thì làm sao mà qua được. Đấu pháp thử coi. Xem là đánh đấm được ai không anh em nha. Ok, hắc tử điêu này. Múc luôn. Một phát, đau chưa? Đau chưa? Tiếp theo 132 vạn đúng không? Úi xồi. Nó làm cả một khúc luôn anh em ạ. Chưa kịp đánh gì đã mất một khúc máu rồi. Rồi, tiếp tục là bạn. Bạn là người được chọn. Chíu. U là trời. Dính trưởng ngay. Đấy, dần dần lên rồi. Tiếp tục là rèn luyện tinh quái nhiệm vụ, mình sẽ nhận thưởng luôn. Bây giờ thì lại tiếp tục là xua tán. Ui, đơn giản. Cứ một vòng lặp như thế thôi anh em nhé. Hút máu tăng lên này, 18k để một chiến liền. Thôi cứ tăng vậy. Phản công luôn này, ui giời, ngon. Bắt đầu là mình thấy lòi ra nhiều trang bị hơn rồi nha. 105 này, 105. Đấy, ra nó phải như thế chứ. Tiếp tục là mình sẽ đi khiêu chiến nước vương xem vượt qua được cái ải này chưa nha. Đấy, hôm qua là bị kẹt ở cái ải này đây. Ui con này vẫn trâu lắm anh em ạ.
Em không có hiệu khống chế, không có choáng chủng như thế này thì vẫn chưa ăn nó rồi. Nhìn là máu của nó cực kỳ khủng khiếp đấy này. Ui dồi, đánh như gái vậy. Ui dồi ôi, chịu. Đây này, bắt đầu những cái món trang bị yêu lực nó tăng lên nhiều này anh em này. 33k6 này. Đấy, lên 204 vạn ngay. Tôi cứ càn quét miễn phí cái đã. Rồi. Cây, đây rồi. Nhờ anh em hỗ trợ lên cây 11 cái. 62 bình. Đấy. Hơn 2 ngày nữa thôi là mình sẽ lên cây 11 rồi. Và sẽ mở khóa thêm được cái tiên thảo khi mà có thể là rơi ở trong này nha anh em. Trong lúc chờ đợi chặt cây thì mình sẽ vào phúc địa nhặt thêm một tí đào cùng với mấy con chuột yêu của mình. Đào 3 này, nhặt luôn. Còn đào 5 hậu đấy, 29k điểm lực chiến luôn này. Đây ôi, ui bình 5 nhưng mà các ông kia đang ăn trộm ăn cướp nhiều quá. Đào 5 này. Đào 5, ui ngon này, nhưng mà không ai nhặt. Mình xin luôn. Hơ, à đúng rồi, cứu viện Tây Thiên tí anh em ạ. Đâu nhờ, 5 mải cuối cùng nha. À xì, khá là khó khăn. Thả mày xuống luôn. Đây rồi. Easy. Ải sâu xem nào. À, đấy, rớt hai con này xuống cái đã. Đấy, như này. Mỗi thầy trò một bên. Không ai tranh của ai. Ải sau nữa này. Chứ bắt giới xuống đây. Yêu quái thì phải cho mày bay ra đằng kia. Đây. Tóm. Đây. Đây. Xuống luôn. À, còn ông này nữa này. Cua cho mày. Ơ, ảo thật đấy. Rõ là mình đang định cắt nhưng mà bị ấy nha. Trời ơi, mình đang định cắt thì nó hiện lên cái dòng kia, thành ra nó không giữ được. Lại này. Một. Đấy, cho mày rớt xuống cái đã. Đây. Đây. Xuống. Rớt xuống. Dễ mà. Này này là bắt đầu khó nhằn hơn này anh em này. Cua. Đấy. Dụng xuống cái đã. Cho mày đi luôn. Đây. Xuống luôn này. Đây. Xuống luôn này. Cắt cái này đi. Xuống luôn. Dễ. Ải này à. Chứ bắt giới xuống cái đã à. Ôi, bộ lực chiến tăng lên này. Xin. Ba con này. Cho mày xuống. Ôi, tôi chết rồi. Đây. 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 Ok la chưa? Đây. Đấy. Đấy. Xoa. Hoàn thành tất cả các ải luôn anh em ơi. Nhận thêm đào tiên ngọc. Và đây là cái gì? Wow, có skin tuyệt cả là vời anh em ạ. Được, xin luôn. Con ác chính của mình thì mình đã nhận sư phụ rồi. Ơ thôi chết, trong này chứ. Đây, sư phụ thì mình có rồi, này tôn ngộ không thì mình chưa có. Lấy tụ không nhỉ? Dùng luôn. Tăng thêm một chút thuộc tính nha. Ơ. Mở khóa này. Rồi. Chị cho con bò đấy. Ui béo thế.
32k để mình chiến. Chơi luôn này. Uy lực ngày hôm nay sẽ tăng lên nhiều anh em nhá. Bởi vì lên được level 107 rồi thì đồ đạc nó sẽ ngon lại cái nào hơn anh em. Tương tự như ngày 23 thì ngày 45 của chúng ta nó chung cái sự kiện. Thế cho nên là mình chỉ lên một cái video nhá. Thì mình đã lưu ý cho anh em từ những video trước rồi là phải tích cái vé chiêu mộ tinh quái đấy. 2-3 ngày đầu tiên thì chúng ta chỉ phải xả tầm 25-30 vé thôi để có thể là kiếm một vài em tinh quái đi cho nó đỡ bị thọ. Còn đâu thì phải tích lũy lại tầm hơn 100 vé thì ngày hôm nay nó đỡ khổ ngay. Bảng xếp hạng của anh em thì cũng cao cao, nằm trong top bên này thì vẫn có thể là nhận được những phần quà. Nói chung là cũng không nhiều nhưng nó sẽ hỗ trợ anh em một phần nào đấy, còn hơn là không có gì anh em nhé.